không thế chấp cà vẹt. Xin chào các bác, lại là em Trí Mercedes đây. Hôm nay em lại lên cho các bác một siêu phẩm là GLC 200 Formatic 2023 hoàn toàn mới. Vâng, xin mời các bác cùng chiêm ngưỡng em nó nha. Đây là mặt trước của GLC 200 Formatic. Rất thể thao. Cụm đèn LED tự động. Đây, các bác cùng theo dõi em nó nha. Này, chúng ta cùng đi qua bên hông. La răng là 19 inch. Động xe động cơ 2.0. Công suất là 204 mã lực. Tổng chiều dài chiếc xe là 4m7 hơn. Nó dài hơn phiên bản trước nha. Trục cơ sở nó là 2m888, cũng dài hơn chiếc xe trước, ngồi rộng hơn. Và đây là một cái điểm thiết kế mới. Đây, gương chiếu hậu ngoài trước nó đặt ở cái phía tay của em. Bây giờ sẽ đặt lùi xuống một chút để cho các bác dễ quan sát hơn và thiết kế khí động học hơn, tiết kiệm nhiên liệu hơn. Đây là một điểm mới. Này, mầm là răng 19. Phía sau xe rất đẹp nha các bác. Các bác cùng chiêm ngưỡng em nó phía sau nha. Rồi, cụm đèn LED phía sau. Đây, GLC 200 Formatic. Này, ghi rất rõ. GLC 200 Formatic rất nhiều công nghệ và tính năng mới so với các phiên bản trước. Các bác cùng xem nha. Này, cái bệ bước cũng thiết kế kiểu mới. Rồi, chúng ta cùng đi vô nội thất nha. Nội thất hoàn toàn mới. Đặc biệt, các bác nghe không nhầm đâu. Chiếc xe này chỉ trả trước đúng 153 triệu. Đúng 153 triệu là các bác có thể nhận xe. Rồi, mọi chi tiết các bác cứ gọi cho em. Em sẽ giải thích chi tiết cho. Đây, thiết kế nội thất. Viền gỗ rất giống S450. Phiên bản S450 rất giống nha. Rồi, mặt màn hình cảm ứng cũng rất giống xe S và các thế hệ CC trước đó. Đây, rất sang trọng và nâng cấp. Nội thất nâu, xe này thì có hai màu nội thất nha các bác, nội thất đen và nội thất nâu, tùy chọn. Ngoại thất thì có 4 màu: màu trắng, màu đỏ, màu đen, màu xanh, tùy chọn. Tuy nhiên, các màu như màu trắng, màu đen thì sẽ phổ biến hơn. Đây, các bác cùng theo dõi lại một lần nữa nha. Nệm da rất đẹp. Vâng, em xin nhắc lại, chỉ trả đúng 153 triệu là các bác có thể mang xe về nhà. Rồi, không để các bác chờ lâu. Các bác cần thông tin chi tiết, cứ để lại thông tin dưới comment, em sẽ gọi lại ngay. Em xin cảm ơn anh Hoàng, anh Trung, chị Lê đã để lại thông tin. Lát nữa em sẽ gọi lại ngay để tư vấn cho quý anh chị ngay về chương trình đặc biệt chỉ trả đúng 153 triệu này. Và rất nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn khác, ví dụ như là hỗ trợ trước bạ này. Xin chào.